Xin chào các bạn đang theo dõi kênh video của xe điện motor điện. Video hôm nay mình xin giới thiệu bộ phụ tùng động cơ điện 48V 1000W, động cơ siêu khỏe. Cái dòng động cơ này chuyên dùng để làm xe kéo hàng tải trọng 5 tạ đến 7 tạ. Nó có hai cách để kết nối. Thứ nhất là kết nối đầu trục các đăng vào cái bộ đầu trục động cơ này. Thứ hai là đấu chạy nhông xích. Đầu trục của thằng động cơ này nó là trục phi 22 rất là to. Con điều khiển đây là điều khiển 1500W, công suất lớn, và sử dụng con rơ le này. Tay ga thì là tay ga ổ khóa báo điện. Toàn bộ cái bộ phụ tùng này thì đã được đấu lối sẵn. Và con này là con tay đảo chiều. Cái dòng động cơ này thì được ứng dụng để làm những cái xe chở vật liệu. Giá thành thì nó rẻ hơn so với những cái dòng động cơ 3 pha. Xe trong nhà xưởng, xe trong những cái lò gạch. Con động cơ này thì nó rất khỏe. Tốc độ đầu ra của nó là khoảng 600 vòng trên phút. Cân nặng của nó khoảng 16-17 kg. Và tay đảo chiều thì đã được đấu sẵn. Sau đây mình sẽ chạy thử cho các bạn xem. Rất là khỏe. Bánh răng của nó là sử dụng bánh răng sắt, cho nên là độ ồn nó cao. Nhưng nó độ bền thì nó bền hơn bánh răng nhựa. Bánh răng nhựa thì nó êm hơn, nhưng mà sức tải thì không thể bằng được. Này, cái nào nó có ưu điểm và nhược điểm riêng của nó. Chọn bộ phụ tùng như vậy là mình đang bán với cái giá là 3.500.000 đồng, đấu lối sẵn. Nếu như anh em mua thêm phần trục các đăng để kết nối từ đầu động cơ vào trục cầu các đăng thì thêm 550.000 đồng. Còn nếu nhông xích thì mua thêm cái nhông đầu động cơ là 70.000 đồng. Nhông của trên xe máy hoặc là nhông 530 hoặc là nhông 630 là hai cái lông nhông xích công nghiệp. Đấy. Nếu như mà mua thêm cái sạc nữa, giá là 3.500.000 đồng. Xin lỗi, mình đính chính lại cái giá 3.500.000 đồng là giá đã bao gồm cả sạc. Đấy. Còn giá chưa bao gồm sạc là 2.700.000 đồng. Con điều khiển này là 1500W các bạn nhé. Con điều khiển này là điều khiển 1500W. Công suất rất là cao. Dòng của điều khiển là dòng 45A, rất khỏe. Tay đảo chiều là dòng 160A và dơ le là dòng 160A. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Ngoài ra thì nếu như tối giản hơn thì không dùng rơ le, dùng tay ga thì mình có thể đấu thẳng tay ga vào con điều khiển này, bỏ rơ le đi và đóng ngắt điện thì dùng cầu dao hoặc là dùng automat thì giá thành nó sẽ giảm xuống và nó sẽ đỡ rắc rối hơn rất là nhiều. Còn đây là mình sử dụng rơ le để đóng ngắt gián tiếp qua tay ổ khóa này, bởi vì dòng con này rất là cao. Nếu như mà ổ khóa bình thường không chịu nổi thì phải qua con contactor này, hay còn gọi là rơ le. Đấy, tay đảo chiều này là dòng tay đảo chiều chất lượng cao. Trên cái tay đảo chiều này nó còn có một cái công tắc phụ ở đây. Công tắc phụ này có thể kết hợp để dùng làm công tắc đèn lùi cho xe. Để đặt hàng hay là liên hệ mua hàng thì xin vui lòng liên hệ số điện thoại 09 83 818 955. Giá là chưa bao gồm cước vận chuyển. Và hàng thì lúc nào cũng được đấu nối sẵn. Ngoài ra thì anh em thợ mua về để làm với số lượng. Ngoài ra thì anh em thợ mua với số lượng thì lúc nào cũng có giá ưu đãi hơn. Nhưng mình chỉ đấu lối cho lần đầu. Còn tất cả những lần sau thì mình biết đấu rồi thì phải tự đấu lấy. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Nếu thấy video hay thì hãy nhấn nút đăng ký, like và share cho mọi người cùng xem. Nhớ nhấn thêm cái biểu tượng hình quả chuông. Đấy là cái thông báo để khi mà có video mới thì ngay lập tức các bạn sẽ nhận được xem những cái video này thông báo.